Xin chào các bác nông dân. Nếu mà bạn đang tìm kiếm một sản phẩm phân bón dành cho giai đoạn đầu của cây trồng, hãy tham khảo ngay bộ đôi hoàn hảo siêu loa rẫy cực mạnh và siêu vươn đọt 30-10-10 TE của chúng tôi. Đây là sản phẩm có gì đặc biệt thì mời các bạn xem hết video này nha. Ok anh em, và vào video nào các bác ơi. Vâng, xin được nồng nhiệt chào đón các bạn đã quay trở lại với video của chúng tôi. Và các bạn thân mến, đây là loại phân bón siêu loa rẫy cực mạnh và vươn đọt cực là nhanh, được thiết kế để giúp cây trồng của bạn phát triển và đạt hiệu suất cao nhất với hàm lượng nitơ, phosphor và kali cùng kết hợp với axit humic và axit fumic các bạn nhé, tuyệt vời. Thì các cặp đôi phân bón này nó sẽ giúp cho cây trồng của bạn nó phát triển ra rễ rất là nhanh chóng, tăng cường độ xanh tươi của cây, giúp tăng khả năng chống chịu bệnh tật và tăng năng suất rất là rõ rệt. Sản phẩm của chúng tôi thì được sản xuất từ những thành phần tự nhiên, đảm bảo không gây hại cho môi trường và sức khỏe của con người khi sử dụng. Đặc biệt siêu ra rễ cực mạnh và siêu vươn đọt 30-10-10 TE của chúng tôi ấy, nó có cái khả năng dễ dàng hòa tan 100% trong nước các bạn nhé, giúp quá trình phân bón trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi mình sử dụng nó và làm cho cây trồng của chúng ta nó hấp thụ rất là tối đa. Các bác đừng bỏ lỡ cái cơ hội để nâng cao năng suất và chất lượng của cây trồng của nhà mình. Hãy sở hữu ngay cái cặp đôi siêu rẻ các bạn, siêu rẻ, siêu vươn đọt và siêu rẻ này ngay hôm nay. Và chúng tôi sẽ có được cái sự trải nghiệm khác biệt cho các bạn. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ hài lòng với sản phẩm của chúng tôi và sẽ quay trở lại mua hàng nhiều hơn nha. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin hãy cho mình một like. Còn có câu hỏi gì thì xin cứ để ở phần bình luận để mình sẽ lần lượt mình trả lời tất cả các câu hỏi của các bác. Vâng, vậy để trả lời cho các bạn hỏi rằng là sản phẩm này giá ra làm sao và đã được nhiều người sử dụng chưa, thì em xin mời các bác vào một cái đơn chi tiết của em. Vâng, xin được chúc mừng em Tuấn, đơn hàng đầu tiên trong video này. Em ở ấp Sóc Du ở phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, có số điện thoại 3 số cuối là 436. Đơn hàng 3 hectare mì non các bạn nhé. Tức là mì giai đoạn đầu ấy các bạn. Mì non mới trồng thì gồm có gì các bạn? Siêu loa rễ cực mạnh 90 gói nhân 10k thành 900.000. Siêu vươn đọt 30-10-10 TE 90 gói 10k là 900k. Tổng là 1.800.000. 1.800.000 ngày 1/5/2023. Trần Văn Hảo đã ký. Vâng, em đã làm đơn. Báo cáo các bạn rằng là cây mì của mình hay là tất cả những cây gì nhá. Em làm đơn ở đây không phải là cho cây mì mà nó cho cả tất cả các loại cây. Không riêng gì cây mì các bạn ạ. Tất tần tật các loại cây. Cứ muốn là ra rễ nhiều, xanh cây tốt lá, nhiều quả, nhiều củ thì hãy sử dụng sản phẩm này. Ok, và các bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Để những video tiếp theo mình làm thì các bạn sẽ không bỏ lỡ video nào hết. Ok, Trần Văn Hảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.